À, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy lợi nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về chứng minh 3 cộng 3 mũ 2 cộng 3 mũ 3 cộng 3 mũ 4 cộng 3 mũ 5 cộng 3 mũ 6 chia hết cho 3. Cái dấu này là dấu chia hết nha các bạn. Chia hết cho 3. Thì cách thứ nhất là các bạn tính tổng của những thằng này lại. Bấm máy tính á, rồi chia, nó sẽ chia hết cho 3. Cách thứ hai thì các bạn dùng những kiến thức sau đây, đó là các bạn phải biết A chính là A mũ mũ 1, ví dụ như 3 là chính là 3 mũ mũ 1 đó các bạn. Kiến thức thứ hai đó là các bạn cần nhớ, đó là A mũ N nhân A mũ M sẽ bằng là A mũ N nhân M, xin lỗi, cộng nha các bạn. Xin lỗi, cộng nha. A mũ N nhân A mũ M bằng A mũ N cộng M. Kiến thức thứ ba đó là A nhân B cộng A nhân C sẽ bằng là A nhân B cộng cộng C. Được chưa ạ? Ok chưa ạ? Rồi, bắt đầu mình giải quyết nè. Rồi, ta có nè. Đã có 3 cộng 3 mũ 2 cộng 3 mũ 3 cộng 3 mũ 4 cộng 3 mũ 5 cộng 3 mũ 6 thì sẽ bằng nè, 3 đây chính là 3 mũ 1 cộng nè, 3 mũ 2 chính là 3 mũ 1 nhân 3 mũ 1. Được chưa ạ? Các bạn cộng lại coi đúng mũ 2 mà. Đúng, tiếp tục 3 mũ 1 nhân 3 mũ mũ 2 cộng 3 mũ 1 nhân 3 mũ 3 cộng 3 mũ 1 nhân 3 mũ 4 và cộng 3 mũ 1 nhân 3 mũ 5. Rồi các bạn nhìn thấy đều có chung là 3 mũ 3 mũ 1. Vậy mình mang 3 mũ 1 ra đặt làm nhân tử chung, nhân mở ngoặc. Rồi, mang hết còn lại số 1. Tiếp tục. Các bạn viết những cái thằng còn lại cộng 3 mũ 1 cộng 3 mũ 2 cộng 3 mũ 3 cộng 3 mũ 4 và cộng 3 mũ mũ 5. Được chưa ạ? Rồi, thì 3 mũ 1 này có chia hết cho 3 không ạ? Có, chia hết cho 3. Vậy cái tích này sẽ chia hết cho 3. Vậy các bạn kết luận. Được chưa ạ? Các bạn kết luận. Ok chưa ạ? Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lại để lỡ khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.